đòn hiểm mà Tổng Trọng có thể xuất chiêu với Tô Đại để lật tình thế là gì? Chính trường Việt Nam đang trong giai đoạn bất ổn và đầy xáo trộn. Đây là chuyện vô tiền khoáng hậu cho lịch sử 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới phân tích khẳng định rằng chính trường đang nằm trong vòng kiểm soát của Bộ Công an với ông Bộ trưởng Tô Lâm. Nhưng vẫn có những cảnh báo ông Tô Lâm cần hết sức cảnh giác với những âm mưu đáp trả từ Tổng Trọng và phe cánh. Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm: sự xáo trộn và mất ổn định của nội bộ lãnh đạo đảng là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại. Việc giám đốc điều hành của hãng Apple, ông Tim Cook, đến thăm Việt Nam nhưng sau đó lại đưa ra quyết định sẽ đầu tư nhà máy tại Indonesia là một minh chứng rất rõ ràng. Liên quan đến thế và lực của ông Tô Lâm, theo giáo sư Abuja, một chuyên gia phân tích chính trị Việt Nam đã khẳng định như sau. Ông ấy, tức là Tô Lâm, đã hạ gục hết nhà lãnh đạo này tới nhà lãnh đạo khác, doanh nhân này nối tiếp doanh nhân khác. Ông ta thực sự đang ở một vị trí không thể bị tấn công. Tuy nhiên, giáo sư Abuja cho rằng hiện nay ông Trọng vẫn là người có quyền lực và ảnh hưởng đáng kể. Nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương bắt đầu cuộc điều tra về ông Tô Lâm, thì bản thân ông cũng không thể ngăn cản việc đó. Điều đó cho thấy vẫn còn cơ hội điều tra các sai phạm của ông Tô Lâm, dù ông Abuja nhận định một cuộc điều tra đối với Tô Lâm sẽ không xảy ra vào lúc này. Giới phân tích cho rằng một số không nhỏ lãnh đạo cấp cao trong đảng cũng như các đại biểu quốc hội có nhiều người thực sự lo ngại về ông Tô Lâm và ông Tô Lâm đang là một ứng viên gây chia rẽ trong nội bộ của đảng. Công luận cho rằng trong một đất nước độc đảng như Việt Nam hiện nay thì thật khó có chuyện quan chức cấp cao không từng nhúng chạm. Tất nhiên, ông Tô Lâm cũng không ngoại lệ. Tô Lâm là một nhân vật có nhiều điều tiếng như vụ scandal bít tết dát vàng ở London vào cuối năm 2021, hay vụ ông Tô Lâm trực tiếp chỉ huy chiến dịch bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh ở Berlin tại Đức vào tháng 7 năm 2017. Blogger Đồng Phục Việt Nam trong bài viết Vingroup và Công an chỉ cột dây dày trong ruộng dừa đã chỉ ra các lỗ hổng mà ông Tô Lâm và phe cánh phải hết sức đề phòng. Tác giả đặt vấn đề thiên hạ cũng không lý giải tại sao Công an Việt Nam lại quan tâm bảo vệ Vingroup tận tình như vậy. Đặc biệt trong quá khứ, ông Tô Lâm từng dính dáng đến công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu AVG của ông Phạm Nhật Vũ, là em trai của ông Phạm Nhật Vượng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam: vào năm 2014, ông Phạm Nhật Vũ quyết định bán 95% cổ phần AVG cho Mobile Phone, trong khi giá trị thực của cổ phần này chỉ có 1.900 tỷ đồng, nhưng Mobile Phone đã mua với giá lên tới 8.900 tỷ đồng, lấy chênh lệch để mà chia nhau. Khi sự việc vỡ lở, ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị phạt tù chung thân. Ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông bị phạt 14 năm tù. Vậy mà ông Phạm Nhật Vũ, đệ tử của ông Tô Lâm, chỉ bị phạt có 3 năm tù. Lý do được đưa ra là Phạm Nhật Vũ đã chủ động đề nghị hủy thương vụ, trả lại toàn bộ tiền đã nhận cho Mobile Phone. Kết luận của Thanh tra Chính phủ khẳng định, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đã ký 3 văn bản trái quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân thuộc Bộ Công an trong việc tham mưu và ban hành 3 văn bản tham gia ý kiến với Bộ Thông tin và Truyền thông. Chưa hết, cáo trạng vụ án Mobile Phone AVG cho thấy 3 văn bản mà ông Tô Lâm ký không chỉ dọn đường để Mobile Phone mua cổ phần của AVG với giá trên trời, mà còn việc Bộ Công an tùy tiện xếp thương vụ này vào diện mật hoặc tối mật. Đồng thời, tướng Tô Lâm còn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí không đưa tin bài viết bình luận về hoạt động chuyển nhượng giữa hai doanh nghiệp. Liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có hậu thuẫn cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Nhưng không hiểu vì sao ông Tô Lâm vẫn bình an vô sự sau thương vụ kể trên. Theo giới chuyên gia, nguyên tắc khi ra nghị quyết của Bộ Chính trị là phải tuân theo ý kiến của đa số. Với cơ cấu của Bộ Chính trị hiện nay, trong tổng số 13 ủy viên, có 4 ủy viên thuộc phe Nghệ An, tiếng Tổng Trọng vẫn chiếm ưu thế. Nếu như Bộ Chính trị thông qua yêu cầu giao cho cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ, cơ quan tham mưu của Bộ Chính trị
Ban Bí thư phối hợp với cơ quan an ninh quân đội lật lại hồ sơ vụ án mobile phone mua AVG, thì cuộc chơi của ông Tô Lâm sẽ có kết quả ra sao, chắc ai cũng biết. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin đòn hiểm mà Tổng Trọng có thể xuất chiêu với Tô Đại để lật lại tình thế là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Để Chủ tịch xã nhận hối lộ một ô tô và hơn 5 tỷ, trách nhiệm thuộc về ai? Công luận ở Việt Nam thấy rằng hầu như tất cả lãnh đạo các cấp trong bộ máy của Đảng và chính quyền đều tham nhũng, nhận hối lộ và vi phạm pháp luật. Từ hai nhân vật lãnh đạo cấp cao nhất trong Đảng mới đây cùng bị mất chức do cáo buộc liên quan đến tham nhũng, đến các lãnh đạo cấp xã cũng tham nhũng tiền tỷ. Tờ báo Tuổi Trẻ loan tin về một lãnh đạo tại xã Phú Quốc nhận hối lộ tiền tỷ. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 27 tháng 4 đưa tin bắt nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc vì nhận hối lộ một ô tô và hơn 5 tỷ đồng. Bản tin cho hay với hành vi nhận hối lộ một xe ô tô và tiền mặt hơn 5 tỷ đồng, ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc đã bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam. Theo đó, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã bắt ông Du Việt Thành, 44 tuổi, vào lúc 7 giờ 40 phút sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, Công an Phú Quốc đã mở rộng điều tra một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát hiện nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn, Du Việt Thành đã nhận hối lộ để giả vờ không biết cho một số người phân lô bán nền đất rừng do nhà nước quản lý. Ông Du Việt Thành đã tiếp tay cho những người khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân hàng trăm tỷ đồng. Chuyện lãnh đạo cấp cơ sở, kể cả các viên chức, công chức cấp phường, xã đua nhau tham nhũng là điều mà ai cũng biết. Nhưng với cái chức quèn như Chủ tịch xã Du Việt Thành mà nhận hối lộ một xe ô tô và tiền mặt hơn 5 tỷ đồng, hay chuyện nữ Chủ tịch huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương ở Đồng Nai có 178 tỷ đồng trong tài khoản bị bốc hơi, cho thấy một sự hết sức bất thường về quy mô của tham nhũng vặt mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang vướng phải. Báo cáo của Bộ Công an cho biết trong năm 2023 đã có gần 6.000 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tức là tăng 11,6%, và 793 vụ phạm tội về tham nhũng chức vụ, tăng 51,6%. Nổi cộm là các vụ tham nhũng bị đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi và chỉ đạo như các vụ FEC, Tân Hoàn Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty Việt Á, Công ty IC, v.v. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Điều đó cho thấy ngày càng có nhiều quan chức của Đảng tham nhũng và mức độ tham nhũng mỗi ngày một lớn hơn. Một khi thượng bất chính thì hạ tất loạn, vì đây là vấn đề mang tính quy luật. Công luận cho rằng tình trạng tham nhũng của đất nước chưa bao giờ có được như hôm nay, từ chỗ cấp nhỏ thì ăn nhỏ, cấp lớn thì ăn lớn, đến nay tiến tới tình trạng nhỏ ăn lớn, lớn ăn lớn nhưng cũng không tha nhỏ. Đúng như lời than vãn của cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan rằng, cán bộ ăn không chừa cái gì của dân. Đó là lý do vì sao công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng chống tham nhũng lại càng tăng. Khởi tố bắt giam mãi vẫn không hết, bắt gần hết giới lãnh đạo nhưng các đồng chí chưa bị lộ vẫn không sợ và vẫn tiếp tục tham nhũng. Tới mức đã trở thành quy luật, số tiền nhận hối lộ tăng lên theo cấp bậc của lãnh đạo nắm giữ. Công luận cho rằng tham nhũng là một thực trạng cố hữu trong khu vực công, đã và đang làm xói mòn niềm tin của người dân. Đã có những bằng chứng cho thấy có sự liên kết móc nối, thậm chí bao che cho quan hệ và các hệ thống lãnh đạo cấp cao, mà đại án chuyến bay giải cứu là một điển hình như thế. Tham nhũng ở Việt Nam đã tràn lan đến mức mất kiểm soát, thể hiện qua một cuộc đốt lò của ông Tổng Trọng với hàng loạt quan chức vào tù, lớn cả về số lượng quan tham lẫn quy mô về chức vụ và mức độ tham nhũng. Chỉ trong hơn 3 năm đầu của nhiệm kỳ đại hội 13, đã có 5 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị phải thôi chức và chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng, hàng chục ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật và truy tố.
Bộ trưởng Bộ Công an ông Đại tướng Tô Lâm. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng chưa có một giải pháp chống tham nhũng nào phù hợp. Thể chế chính trị Việt Nam hiện nay không có tam quyền phân lập, không có tư pháp độc lập. Đó là nguyên nhân vì sao Đảng đóng vai trò vừa là quan tòa, đồng thời cũng là kẻ trộm. Ông Trọng đã chỉ thị đánh chuột không để vỡ bình bởi lý do như vậy. Muốn giảm thiểu tham nhũng, không chỉ cần phải có tam quyền phân lập, không có thể chế, cần có tư pháp độc lập mà cần phải có sự giám sát từ người dân và các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Đồng thời phải bổ sung hình phạt nghiêm khắc hơn, với mức độ phạt bổ sung ít nhất phải tương ứng với số tiền đã tham nhũng, đã thất thoát do lỗi cố ý. Quan trọng hơn, muốn chống được tham nhũng thì những người lãnh đạo cao nhất của Đảng thì phải dứt khoát không được tham nhũng, nhất là tham nhũng quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin đề chủ tịch cấp xã nhận hối lộ một ô tô và hơn 5 tỷ, trách nhiệm thuộc về ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.